mùa to nhất à. Lâu ngày nó bẩn nhá anh nhỉ? Ừ. Bẩn nó kẹt. Đây nước sạch này. À nước không về. Rồi đi ăn sao nhỉ? Nhúc. Không ra được này. Đặt nắm luôn. Đấy. Chắc nhờ. Không ra được cái sao chứ? Thank you.
Vừa dao phát tạnh luôn rồi. Lồng à? Lồng sợ không vào đâu. Thế lấy hẳn cái lồng bẫy mèo lại lồng to ấy. Ừ, lấy lồng to đây. Lồng. Vậy đấy, nhưng mà lồng to này 4-500. Mượn. Mượn ai cho mượn? Vì ít người mình dùng cái lồng đấy. Chỉ ra quán mới có thôi.